thì nó bình thường nó sẽ 4-6, khi có hẹp có nghĩa là nó nhỏ hơn 2 cm vuông, 1.5 đến 2 cm vuông là hẹp, từ 1 đến 1.5 là hẹp, và nhỏ hơn 1 cm vuông là hẹp. Nó cũng giống như đầu chủ luôn á, ba ngay đá đầu chủ là giống nhau, cho nên các anh chị lấy thông số là 1.5 và 1 là nó sẽ ở chính giữa, còn trên đó tới 2. Rồi thì chẩn đoán nó hẹp ba ngay đá bắt đầu nó những cái có thể giúp được siêu âm kiểu M quan trọng, cái điều quan trọng đó chị siêu âm 2D cũng quan trọng, siêu âm rất lớn màu rất lớn khổ, siêu âm cái M thấy cái gì mất cái chữ M đi thử anh chị rồi lá sao nó chuyển đầu ra phía trước luôn, nó song song ba ngay đá bình thường cái lá sao nó có chữ V kép, lá trước có chữ M hai cái hợp lại bây giờ nó ra phía trước luôn song song ba ngay đá, có thể nó giảm độ dốc ở em, có thể giảm nguyên độ mở cơ lá lành. Ở đây các anh chị thấy ba ngay đá bình thường, đây là lá trước chữ M, chúng ta cắt cho em qua cái đỉnh ba ngay đá, rồi lá sao này có chữ cái chữ V kép ngược lại, đây là cái bình thường. Độ mở lá vai là tính từ đỉnh sóng A tới cái đỉnh phía sau của cái lá lành tăng. Rồi thì ở trong trường hợp hai lá chúng ta cắt ngang, chúng ta thấy mất hai cái đỉnh mà chúng ta thấy nó thành một cái đỉnh thẳng như thế này đó, thì cái này chúng ta gợi ý thường có khi nó cũng chưa có 2D không có rõ lắm, nhưng mà chúng ta cắt ngang chúng ta thấy có chữ M trong đầu mình nghĩ hẹp hai lá, mà chúng ta thấy một cái đường xả ra như thế này đó là hẹp hai lá, thì cái phần từ đỉnh sóng A tới cái độ cái chân của nó người ta gọi là độ dốc ES, độ dốc này nó sẽ rất là nhanh, nhưng mà khi ngang thì nó sẽ nhanh. Thì đây là lá trước ha, đây là lá trước, còn lúc này thì lá sau nó như thế này cũng giống như cái M, đây là lá sau của cái M sáng sáng, ở đây là lá trước ha, ở đây là lá sau, ở đây là chữ M ngược lại, thì đó thì đây là độ dốc ở em như thế nào, nó xa là bao nhiêu thế này, rồi cho nó mình là ở em như thế nào, rồi ở đây là cái độ mở và khoảng cách giữa hai bờ lá vai, trong trường hợp là chúng ta đo nhỏ hơn 10 mm như thế này là hẹp và hẹp, rồi 2D là chúng ta thấy quan trọng là cái hình ảnh phần đầu rồi, dày đến hết bàn thì nó sẽ hồng hoàng. Các anh chị thấy được thì nó mở ra hết cái độ sát đây, thì cho nó mở hơn hết chúng ta sẽ nó gặp cái khúc như thế này, gọi là hình tròn đầu gối. Mà chúng ta cắt ngang ha, chúng ta cắt ngang hình thường đã ba nó mở này như thế này, ở đây ba dày đến hình thường mình thấy rồi. Rồi đó ở trên 2D chúng ta đo diện tích của lá vai hình mở và này là chúng ta đo trong trong như thế này luôn, và chúng ta sẽ đo cho cái thị trần trương, chúng ta thị trần trương nó mở ra nhiều nhất, chúng ta đo thị trần trương ở bên như này mình đo cái chu vi của nó ra 1.35 thì là hẹp ba ngay đá mức vừa 1 đến 1.5 là vừa, trên 1.5 là nhẹ. Rồi mình thấy chị thấy ha, ở đây nó phân biệt anh chị thấy không, khi nó mở ra nó cuồng một cái hết thì bị gặp lại cái này đó, nó không có thể hạ cái chỗ này nó mở ban ra cho được đâu, ngay chỗ này người ta gọi là phần đầu lỗ gặp cái cổ nó lại đó, thì khi đó hình này mình thấy rồi các anh chị thấy không, trên đây là trên hai người mình gợi ý đó, đó là hàng đá còn đây mình cắt ngang nó có như như vậy đó, mình chỉ cần cắt tay em một cái mình thấy nó mất từ em tại vì có lưu ý có một số mà trường hợp cơ tim nhảy mở khi mở ra cũng hết, các bạn thấy nó giống như mở cũng nổi không biết có cần hay không, chúng ta cắt tê đen một cái rồi ở đây là hướng dẫn mình đo độ dày lá lành ha, đo ở thị trần thu khi mà ba lá lắm lại chúng ta đo độ dày nét bàn trên 4 mm, chúng ta đo để làm cái gì thì đo để người ta khả năng phẫu thuật năm mà có nó dài được hay không, khi mà người ta không có điều kiện để phẫu thuật sửa chữa cái thai van gì đó thì ta sẽ nâng cái van mà có nó dài, thì cái thai điểm đó cho nhỏ hơn 8 điểm là có thể nâng được, thì trong cái thai điểm đó người ta còn có tính được cái bề dày của cái mép van đó, cho nên là mỗi nên là chế độ là mỗi một cái nó là tinh tinh tùy cái mức độ, như chẳng hạn như dày nhẹ là
đi từ vị trái xuống tới trái. Còn trong trường hợp bệnh nhân này ha, chúng ta thấy nè, người ta gọi là nhọt dòng nào qua bên ra lá có hình ngọn lửa, có nghĩa là do chỗ này nó qua đây nó xảy ra ngọn lửa đó đi ha. Nó giống như mình thấy nó có một cái gì nó rất là áp lực, thì đó là do nó qua chỗ này là đã khổ, là khổ có hiện qua hai lá. Nên các vị thấy vào cái tiền trong tay nó phải có tí xíu màu xanh ở phía dưới đó, cái khổ đó là cái khổ hở, hở này hở qua hai lá nhẹ nhàng. Đó, cái này cái hở và nơi lá rất là nhẹ chúng đó, ngoài cái chuyện nhẹ ở trên đó cũng như mình thấy chúng ta thấy hở và nơi lá nhỏ hơn một chút luôn. Rồi chúng ta giờ khi mà hẹn hai lá có nghĩa là dòng nó sẽ vận tốc cao, ở đây chúng ta sẽ đo được thì vận tốc này ở đây nó là 237, có nghĩa là 2m4 nó ở đây, thì chúng ta sử dụng cái lơ liên tục. Các chị ơi, bình thường cái sống này dốc như thế này thì chúng ta sẽ tính cái mở van của hai lá, diện tích van hai lá bằng Doppler. Người ta dùng cái Doppler thì để đó có một cái chỉ số người ta gọi là VHT. Cho nên là hãy có nói chị vào trong van hai lá các chị sẽ đi vào cái chương trình gọi là MVA. Thì trong MVA nó có cái chữ VHT. VHT có nghĩa là thời gian mà nó áp lực, thì cái VHT các chị xét VHT, đo VHT có nghĩa là chúng ta đo cái thời gian đo từ cái đỉnh này, chúng ta đeo theo cái chân nó cuối chân như thế này, rồi chúng ta xét một cái nữa là chúng ta đo được cái VHT, là tự động nó sẽ tính cái giá trị diện tích mở ra, diện tích mở ra nó bằng 220 chia cho VHT, thì cảnh mình mở rộng 1.2 ha. Thì nó này rất là đơn giản, chúng ta đo và trong trường hợp mà nhịp tim mà nó bình thường nó cứ rung nhỉ thì cái này chúng ta phải đo 2-3 lần mới chính xác hơn. Cái 2D kia cũng vậy, 2D kia nó cũng có sai số một ít, nhưng mà nếu mà thấy cái tương ứng giữa cái lớp lơ và cái hai đây thì con như chắc là không có đó, thì đang ra tự hiểu về hai đây thì ngoài cái chuyện mà tự tính 220 chia về hai đây thì tính mình có thể nhìn mình có thể nhìn trên cái bảng nó vừa trả lời về hai đây luôn nè, cái hàng như đây 110 đến 220, nhỏ hơn 150 thì nhẹ nhàng, 220 là trung bình và lớn hơn. Thì ở đây trong trường hợp này bệnh nhân này ha, đó chúng ta xét như vậy, ở bệnh nhân này người ta đo là cái thời gian VHT của họ là 151, ở đây người ta là VHT của họ là 151, 151 thì nó sẽ nằm trong khoảng này, nó nằm trong khoảng này thì nó sẽ là hẹn ba mươi lá. Chúng ta coi cái nơi lớn vị trái ha, cũng như đi kèm tăng nắp khỏi khối vị trái của chúng ta, nó biết khối tiểu vị trái lớn vị trái để chúng ta nhìn ra, chúng ta có thể đo bằng 2D hoặc chúng ta đo cái BE, chúng ta đo ở đây khối vị trái chúng ta thấy là khối vị lớn hơn cái vùng tiểu vị trái. Và cái đánh giá của hẹp hai lá thì các anh chị biết rồi, khi hẹp van hai lá thì máu ở cái vị trái nó không có về thẳng trái được thì nó sẽ ứ máu trên cái tĩnh mạch phổi, lên cái màng mạch phổi, tĩnh mạch phổi, và khi đó là hậu quả nó sẽ là tăng áp động mạch phổi. Cho nên khi có hẹp hai lá bắt buộc các anh chị phải tính cái áp lực động mạch phổi, thì cái áp lực động mạch phổi mình có thể tính được là áp lực động mạch phổi trong thu, trong trôi và trung bình, nhưng mà thường thì chúng ta sẽ tính áp lực động mạch phổi trong thu dựa vào khổ hở của van ba lá. Thì bình thường trên thông tin nó đã định nghĩa nó là áp lực động mạch trong thu trên 30. Và trong trường hợp này thì khi nghỉ ngơi trên 25 hoặc là trung bình á trên 25, khi vận động thì cái trung bình trên 30, nhưng mà trên siêu âm tim của mình á dựa vào khổ hở van ba lá là mình định nghĩa khi mà nó trên 35 mm thì mà là mình đề ra để cho 35 định nghĩa nó là tăng áp động mạch phổi. Người ta có thể chia thành độ nặng nhẹ vừa, nhưng mà trên 35 các chị ghi tăng áp động mạch phổi được rồi, nhiều thứ quá mình nhớ nhiều quá mình không nhớ nổi. Thì cái tính đánh giá cái BABS là áp lực động mạch phổi trong thu thì người ta sẽ bằng BABS, nó tính bằng cái áp lực trong vị trái cộng với cái phổ hở, cái vận tốc hở và van hở bình thường như vốn ở trên
thì người ta sẽ đánh giá dựa vào tính mạch tuyến dưới, và các chị nghe nó còn nhiều tính áp lực chỉ phải dựa vào tính mạch tuyến dưới. Thì đó, thì mình sẽ dùng cái mắt cắt dưới sườn để mình xem cái tính mạch tuyến dưới. Ở đây người ta sẽ có công thức tính cái áp lực chỉ phải bình thường, cái tính mạch tuyến dưới mình chấp nhận được khi nó nhỏ hơn bằng 20 đó. 21 thì nói chung là khoảng 20 cho dễ nhớ, chứ thực ra nó khoảng 17 mm. Khi mà nó trên 21 mm, bằng trên 20 mm đi, thì nó là giãn tĩnh mạch tuyến dưới. Thì ở đây nó sẽ có hai, nó sẽ có trường hợp các chị đến cộng từ 5, 10, 15 đi, các chị lấy cái dòng đầu cho nó dễ. Bình thường mình cũng cộng 5. Thì ở đây bình thường nó như thế này, thay đổi vô hát là mình cho bệnh nhân từng cái bụng lên hết sâu. Nếu mà nó xẹp hơn 50%, có nghĩa là đường kính tĩnh mạch nó giảm hơn 50%, thì coi như là bình thường hết. Thì lúc đó mình cộng 5. Hồi nãy mình có vận tốc cái thở van ba lá, mình bình phương lên, mình như gốm á, nó có độ trên áp đó đó, thì mình cộng thêm 5, thì đó là BAPS, áp lực động mạch phổi trung khu. Còn trong trường hợp giờ mình thấy tĩnh mạch chủ dưới nó cũng bình thường, có nghĩa là 2 cm trở xuống, nhưng mà mình hít vô, mình kêu họ hít sâu vô, thấy tĩnh mạch chủ dưới nó lờ đờ, có nghĩa là nó sẽ không tới 50%, thì đó, thì bây giờ mình cộng cho nó từ 5 đến 10. Còn trong trường hợp bây giờ nó giãn nè, nó giãn nhưng mà khi mình hít vô mình thấy nó xẹp, giảm trên 2 cm mà mình hít vô mình thấy nó xẹp hơn 50% là coi như gần hết luôn á, thì lúc mình cộng 10. Chỉ cần một tiêu chuẩn giảm là áp lực chỉ phải nó đã 10 trở lên. Còn trong trường hợp mà nó giảm mà hít vô mà nó xẹp không tới phân nửa nữa thì mình phải cộng cho nó 15. Còn trong ngọt tĩnh mạch trên gan, tĩnh mạch phổi dưới đều giảm hết, hít vô không có nhúc nhích gì hết thì lúc đó phải cộng đến 20. Thì cái hình này chúng ta có thể xem bằng mắt thường về cái tĩnh mạch phổi dưới, là mình nhìn thấy đây tĩnh mạch phổi dưới, mình đo 2D, mình thấy nó 20, mình kêu nó hít vô cái mình đo lại còn 8 đi, mình đo lại còn 8 có nghĩa là nó sẽ hơn 50% đúng không? Nó 20 mà giờ nó còn 8 thôi, nó sẽ hơn 50% thì nó lại nằm trong cái phần này, nó là giảm hơn 50% cộng cho 5 thôi, được thấy hơi nhẹ một xíu. Còn trong trường hợp mà giờ ở đây là các chị thấy nhìn 2D cũng được, hoặc các chị cắt tê đi qua tĩnh mạch phổi dưới thì chị cắt qua các chị sẽ thấy là khi hít vào đây các chị thấy nó xẹt hoàn toàn đây không, còn khi mà nó bình thường các chị thấy đo khoảng cách thì có nghĩa là nó xẹt hơn 50%. Còn ở bệnh nhân bên này các chúng chị cắt qua tĩnh mạch phổi dưới các chị kêu họ hít vào, ở đây là chúng ta đo được nó lên đến 25.5 mm rồi mà chúng ta hít vào trên dưới thì bằng nhau. Thì ở đây là áp lực chỉ phải là một, có nghĩa là mình làm ước lượng áp lực chỉ phải nhiều mà tĩnh mạch dưới là cộng này tĩnh mạch trên gan, tĩnh mạch phía dưới nó giãn nó không sẽ vô các chị cộng cho nó 20 đó, nôm na là vậy đó. Thì ở đây chúng ta tính là cái BAPS này, thì thứ nhất hồi nãy ở đây người ta cho cái nó cộng cho 10, ở đây là ước lượng nhĩ phải ở bệnh nhân này là 10 đó. Ở đây họ có hở van ba lá, hở van ba lá và khi họ đo được cái vận tốc của hở van hai lá ba lá, đây là ngang cái số 3 này là 3 mét, thì 3 mét này cái người ta tính cái độ trên áp qua van ba lá là 3 bình phương được tính từ 4 là 36, có nghĩa là cái độ trên áp qua cái chỗ hở này là 36. Thì lúc đó người ta tính cái áp lực nhĩ phải đó là ta đã khảo sát tĩnh mạch phía dưới là cho nó là 10, thì 10 cộng 36 thì ở bệnh nhân này nó là BAPS nó là 46, nói chung là tĩnh mạch số 5 thì ta chọn khoảng 45 mm, mà trên 35 là có tăng áp lực nhĩ phải. Ở hình này nó chưa có hình tròn thì chúng ta sẽ có cái khối trong nhĩ trái rất là nhiều. Giảm độ dốc thành lá sau nè, coi quá nè, lá trước thành đầu gối nè, giảm nhĩ trái nè, bớt mất sức A nè.